chào tất cả các bạn nhé. Chiều 30 tiếng các bạn này, đi xem chợ cây chiều 30 tiếng các bạn nhé. Còn là đào các bạn. Đi cả chơi mà sáng như mày chú ba cái nữa. Sáng như mày ăn gì? Đó chơi như đã 500 đó chơi ra chơi trong người hết. 500 600 đó chơi ra chơi cuộc trong người tôi vô đây 500 tiền ra đây 500 hai cuộc cả lại.
nhá, lấy con đi đâu đây. Con đi 350 không ạ? Đám đó không ơi. Con đi luôn em ơi. Con nói giống đẹp, cũng đẹp lắm. Giờ 30 là phải bàn cho mặt bằng các bạn nhé. Đây là quy định của thành phố nhé. Mặt bằng ở hai bên đường ở vỉa hè là phải bàn giao nhé. 7:30 ngày 30 tháng 12, ngày cuối cùng của năm cũ các bạn, nên là bà con phải bán không thế thì cùng về tròn dẹp các bạn nhé. Nhiều nhỏ nhưng to quá không được đấy. Bỏ cái góc nhỏ nhỏ vậy. Trong bà con đi mua ngày cuối cùng của năm cũ. Nếu đây quả là có cây như này, cây như này, đây quả như này. Thank you.
lấy cái những nhiêu quả này. Chiều các bạn ạ, ở đây chuẩn bị mặt bằng dọn dẹp các bạn nhé, để bàn giao mặt bằng nhé. Tất cả mọi nơi ở về hè thành phố tỉnh là phải người buôn bán là phải dọn dẹp cây cối trước 17:30 các bạn nhé. Nên ai cũng háo hức chuẩn bị dọn dẹp các bạn, tôi dự bán được hay không bán được là phải dọn các bạn nhé. Trời mưa, buổi chiều trời mưa đấy các bạn, rất còn rất nhiều quất đào mai hoa quả gì đừng ý các bạn nhé, năm này ý thật các bạn, bán rẻ bán tháo mà không hết các bạn nhé. Bây giờ